Mình xin chào tất cả các bạn. Thì đây là cái cây bụm sụm của mình các bạn. Thì cây này mình nuôi cũng lâu rồi đó, thì mình uống cái dáng nó hơi nghiêng nghiêng một chút giống như cái tàn mà nó hơi hơi lùa một chút các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cắt tỉa lại sơ sơ các bạn, rồi sau đó mình định làm một cái tiểu cảnh trên một cái khay nhỏ như vậy đó, để ngôi nhà vô thì các bạn xem cho vui nha. Bụi sụp này nó cũng rất là dễ trồng các bạn, dễ trồng mà dễ chơi nữa. Thì chúng ta trồng thời gian lâu thì cái thân nó già cũng rất là đẹp các bạn, lá thì cũng nhỏ, rất là thích hợp cho chúng ta chơi cây mini đó. Đó. Thì hôm nay mình cắt sửa lại, mình sẽ gỡ dây ra luôn các bạn. Bây giờ mình có bụm sụm, mình có hai cây đó. Đây một cây cái này cũng rất là dễ thương các bạn, này cũng mang một cái dáng lùa. Thì hôm nay mình sẵn là mình gỡ dây luôn các bạn. Gỡ dây thì quấn cũng thời gian cũng là lâu rồi, mình gỡ dây thôi. Chắc có lẽ là tàn nó cũng đã định hình sẵn rồi. Thời gian này thì mình gỡ được rồi. Chúng ta gọi dây thì các bạn làm cái công việc này thì nhẹ nhàng các bạn, để tránh cái dây nó bị cái cành chúng ta bị gãy đó, chúng ta làm từ từ thôi. Cái bụm sụm này các bạn thì nó có hoa các bạn, có hoa có trái ha, nhưng mà cái cây các bạn trồng mà đủ lớn á thì nó mới có hoa có trái được. Chúng ta trồng mà chậu nhỏ thì ít khi nó có hoa có trái đúng không các bạn. Các bạn trồng chậu lớn á, nhưng mà cây nó đủ lớn đủ già rồi thì nó có hoa trắng trắng, trái thì cũng rất là dễ thương. Gỡ ra đây nha. Thì hôm nay mình xin nói thêm với các bạn cái vấn đề mà cũng có nhiều bạn hỏi mình đó. Thì ngày chúng ta chơi cây mini á thì nắng bao nhiêu giờ trong ngày thì được. Thì cái vấn đề mà nắng bao nhiêu thì được đó, thì các bạn biết cái cây nó rất là cần nắng, nắng càng nhiều thì càng tốt, nắng càng nhiều thì cây nó càng phát triển, tại vì nó quang hợp nhờ ánh sáng mà. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là các bạn có tưới đủ nước cho cây hay không, đó là vấn đề rất là quan trọng ha. Các bạn để nắng nhiều mà các bạn tưới không đủ nước cho cây thì cây nó bị chết nha các bạn, bị khô ha, khô mà chết ha. Vậy thì làm sao mà các bạn có thể nếu mà các bạn có thời gian, các bạn có thể tưới nhiều nước, chẳng hạn như sáng trưa chiều đó, các bạn tưới, các bạn rảnh rỗi ở nhà các bạn có thời gian thì các bạn để cây ngoài nắng, tại vì càng nắng thì cây nó càng phát triển, cây nó càng già đi thì nhìn nó phát triển hơn. Nhưng mà các bạn phải tưới cho đủ nước các bạn thì nó mới tốt nha. Còn những bạn nào mà không có thời gian
Đi làm á, thì các bạn tới được buổi sáng buổi chiều rồi, buổi trưa các bạn tới không được á, thì các bạn có thể trồng ở nơi nào đó nó có ánh nắng khoảng chừng 4 giờ trong một ngày là đẹp. Thì có thể là các bạn để những nơi nào đó nó có ánh nắng buổi sáng nhưng mà nó không có ánh nắng buổi chiều thì cũng được, hoặc là nó có ánh nắng buổi chiều mà nó không có ánh nắng buổi sáng, thì như vậy thì các bạn tưới sáng chiều thì được, không sao cả. Chứ mà thường thường thì các bạn mà trồng cây mà nó không có điều kiện ánh sáng nhiều quá thì khoảng chừng 3 tiếng, 2 tiếng một ngày thì cây nó vẫn sống các bạn. Cây nó vẫn sống được. Thậm chí 1 tiếng một ngày nó cây vẫn sống được. Nhưng mà phải có ánh sáng nha các bạn. Mình nói là đây là nó nắng thôi nha. Chứ còn ánh sáng thì phải có nha. Thì cây nó vẫn sống được nhưng mà nó phát triển chậm hơn. Nó cái cành nó non hơn, nó lâu già hơn. Lá nó phát triển theo cái dạng như là lá nó cái màu nó nhạt hơn chứ nó không có đậm. Đó là cái tình trạng mà cây thiếu nắng thì sống thì nó vẫn sống các bạn, sống thì nó vẫn sống nhưng mà nó phát triển chậm hơn ở cái khu vực mà nhiều nắng. Cây của mình á thì mình tưới sáng buổi chiều nên mình không có để trực tiếp nắng nắng suốt ngày được, tại vì mình để ở những nơi mà nó nắng chỉ được buổi sáng hoặc là những nơi nào nắng buổi chiều tầm khoảng 3 4 tiếng á thì được rồi. Thì mình tưới buổi sáng xong tới chiều về mình tưới lại một lần nữa thì cũng thấy cũng vừa thôi, đất nó vừa khô rồi, chứ cũng không có nổi mà khô quá để cây nó bị chết. Thì mình thấy 4 tiếng một ngày thì cây nó cũng phát triển bình thường các bạn, vẫn phát triển tốt á. Thì ở đây mình nói là nói về cây cây thông thường các bạn, còn các bạn mà chơi những cái cây mà cây cây hàng dạng như cây trong nhà, cây trong phòng rồi thì mình không nói nha. Những cây đó thì nó không ưa nắng thì mình không nói tới, những cây nội thất thì mình không nói tới, mình nói là tới nói đến vấn đề cây những cây thông thường. Ôi, bao giờ xong rồi, giờ tự tỉa lại mấy cái lá nhỏ nhỏ nữa cái là được, sắp nó vô cái tiểu cảnh luôn. Thì tháo lá xong rồi nó cũng có xu hướng trở lại các bạn, nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều, tại vì mình tháo dây ra rồi thì một thời gian thì cái cây nó có xu hướng nó đi ngược trở lại, nó trở về cái vị trí ban đầu ấy, nhưng mà ít. Tỉa mỏng một chút xíu nữa, thưa đi một xíu nữa là được. Đó, bùm sụm. Chào Phúc Kiến ạ. Thì mình định làm một cái tiểu cảnh các bạn. Đó. Cái này làm trồng gần cái ngôi nhà, cái khay này luôn. Đó, thì bây giờ nuôi thêm một thời gian nữa cho cái tàn nó tự nhiên một chút xíu nữa, chúng nó làm thì nó đẹp hơn. Các bạn cái cách mà các bạn muốn cái tàn nó dày thì các bạn nên thường xuyên tỉa lá nha các bạn, nên thường xuyên bấm lá. Cây okay thì chúng ta nên thường xuyên tỉa nó, tỉa mấy cái lá này. Thì các bạn muốn nó mọc nhiều cái mầm lên, nhiều cái chi lên thì các bạn tỉa những cái lá này nè, thì những cái mắt lá này sau này nó sẽ mọc cái chi để làm cho cái tàn cây của nó dày hơn. Tỉa, các bạn cứ tỉa đi, tỉa mấy cái lá ra trong này đó, thì nó mới mọc nhiều cái mầm.
nhìn cái tàn thôi. Dáng cũng hơi là siêu siêu ha, nhìn cũng rất là tình. Ok thì đây để tỉa cái cây này đó. Cũng làm bầm sụp luôn các bạn. Thì cái này mình uống thì cũng đã gỡ dây ra rồi, gỡ dây ra rồi, nó cũng đã định hình rồi bạn, nó cũng đã định hình sẵn cái dáng rồi. Cái này cũng rất là lâu các bạn. Cái này thì nó có được từ những lúc mà mình chơi những ngày đầu tiên á tới giờ luôn, nhưng mà nó vậy thì nó không có lớn. Rồi đó sao giờ nó vậy, chỉ có nó già đi thôi chứ nó không có lớn, tại vì mình trồng những chỗ nhỏ các bạn, trồng chỗ nhỏ nè, trồng chỗ nhỏ thì nó phát triển rất là chậm, nó chỉ sống thôi các bạn ơi chứ nó không lớn đâu. Sống là mừng lắm rồi, lớn gì. Thì chúng ta tỉa những cái lá ở trong này các bạn, cái lá trong này ha, để cho nó mọc những cái mầm lên đó các bạn, thì làm cho cái cây chúng ta nó dày hơn, cái tàn nó dày hơn đó. Các bạn thường xuyên tỉa những cái lá trong trong này nè đó, thì nó sẽ mọc những cái mầm ở đây đó, để cho làm cho cái tàn chúng ta nó dày hơn. Chúng ta cũng nên tỉa cho lá thưa thưa thì nhìn nó mới đẹp các bạn. Những cái lá mà nằm ở trong thân nè thì chúng ta tỉa cho nó thoáng ra các bạn, nhìn cho nó thấy được nhiều chi cành thì nhìn nó đẹp hơn, cái cây chúng ta nhìn sẽ đẹp hơn. Cây này mình cũng uống theo cái dạng lùa. Gió lùa nhẹ nhẹ. Cũng rất là tự nhiên các bạn. Bây giờ mấy cây bưởi sụm này bây giờ người ta chơi rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều người ta chơi bonsai cái dạng này. Nó cũng rất là thích hợp cho chơi bonsai các bạn. Cái lá nó cũng nhỏ, thân nó cũng đẹp, nó cũng dễ uống các bạn ơi, nó cũng dễ trồng nữa, nói chung là dễ chơi. Thôi đây đó, tỉa xương xương vậy đó. Mini thì cái bụi sụm á thì mình thấy nó rất thích hợp với cái cát các bạn, rất là thích hợp với cát với lại sơ dừa trộn. Nhưng mà mình chọn là chọn tỷ lệ cát nhiều hơn sơ dừa các bạn, cát là 70%, sơ dừa là chỉ có 30% thôi. Mình thấy nó cũng rất là ổn, phát triển rất là tốt. Chậu nhỏ thiệt nhưng mà mình tưới đủ nước khoảng chừng 4 tiếng nắng một ngày, mình thấy các bạn thấy cây phát triển rất là ok. Ở phía sau nó có một cái cành, nó có một cái cành lắc xuống nhìn cũng rất là đã các bạn. Ok thì hôm nay chia sẻ với các bạn hai cái cây bùm sụm xem cho vui. Ok, chào và hẹn gặp lại các bạn.